Xin chào các bạn. Đây là Sexbox Podcast của kênh Chuyện Đêm Muộn, nơi chia sẻ những thông tin khoa học, những kiến thức thú vị và hấp dẫn trong từ điển tình dục học rộng lớn của con người. Các bạn thân mến, tập 1 của Sexbox Podcast hôm nay là về skirting và bí ẩn khoa học về cực khoái của phụ nữ. Chúng ta đều biết nam giới khi đạt cực khoái tình dục sẽ có hiện tượng xuất tinh. Tuy nhiên, thực tế và khoa học cho thấy phụ nữ cũng có thể xuất tinh khi đạt cực khoái. Hiện tượng này trong tiếng Anh chính là khái niệm skirting. Chỉ với 250.000 đồng một tháng dùng sâm nhung tố nữ tuệ linh sẽ giúp phụ nữ trẻ lại, ngủ sâu giấc, hết bốc hỏa, sinh lý luôn tràn đầy. Sâm nhung tố nữ tuệ linh chiết xuất từ cây sâm tố nữ, giúp phụ nữ hồi xuân, da sáng tóc mượt, bổ sung nội tiết mạnh gấp 10.000 lần so với mầm đậu nành và rất an toàn. Sâm nhung tố nữ tuệ linh chính là giải pháp hàng đầu giúp kéo dài thanh xuân, đem lại hạnh phúc cho hàng triệu phụ nữ Việt. Sâm nhung tố nữ tuệ linh trẻ hơn, đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Trong video phần 1 này về skirting, chúng tôi sẽ nói đến 5 điều cơ bản cần biết về xuất tinh ở nữ. Đó là 1. Skirting là gì? 2. Skirting có phải là khái niệm mới phát hiện không? 3. Phụ nữ xuất tinh như thế nào? 4. Có phải phụ nữ xuất tinh thì mới lên đỉnh không? 5. Skirting có lợi ích gì cho sức khỏe? Video phần 2 sẽ nói chi tiết về việc hướng dẫn cách để phụ nữ skirt dễ dàng. Chắc chắn qua đây các bạn có thêm nhiều thông tin thú vị mà có thể bạn chưa biết hay chưa từng trải nghiệm. 1. Skirting hay xuất tinh ở nữ là gì? Skirting là một trong những thuật ngữ tình dục được nhiều người quan tâm và bàn tán sôi nổi gần đây. Skirting là hiện tượng phóng xuất ra chất dịch từ âm đạo khi người nữ đạt cực khoái trong khi quan hệ tình dục hoặc khi thủ dâm. Thành phần của chất dịch này là gì vẫn là vấn đề gây tranh cãi. Tới nay, các nhà khoa học vẫn chưa thống nhất về việc chất dịch phóng ra này có thành phần giống như nước tiểu hay thực ra chỉ là dạng pha loãng của nước tiểu. Một số nhà khoa học tin rằng xuất tinh ở nữ xảy ra không thường xuyên hoặc rất hiếm. Còn một nghiên cứu năm 2017 cho thấy khoảng 69% phụ nữ tham gia đã từng skirt hay xuất tinh. Tuy nhiên, bất chấp sự phổ biến gần đây, chủ đề xuất tinh ở nữ vẫn là một bí ẩn khó nắm bắt đối với hầu hết chúng ta cũng như các nhà nghiên cứu khoa học. Vậy phụ nữ xuất tinh xảy ra như thế nào? Có phải xuất tinh thì mới lên đỉnh không? Làm thế nào để phụ nữ skirt dễ dàng và tất cả những điều đang được bàn tán là gì? Trước khi trả lời, chúng ta hãy cùng nhìn lại một chút về lịch sử. 2. Skirting có phải là khái niệm mới phát hiện không? Thực ra, skirting không phải là một khái niệm mới mặc dù sự tồn tại của xuất tinh ở nữ và việc có tuyến tiền liệt ở phụ nữ hay không vẫn còn gây tranh cãi. Cách đây khoảng 2.000 năm, các nhà y học và nhà tâm lý học phương Đông và phương Tây đã mô tả khái niệm xuất tinh của phụ nữ khi đạt cực khoái. Ở châu Á, chủ đề xuất tinh ở nữ rất nổi tiếng đã được đề cập trong một số văn bản đạo giáo của Trung Quốc bắt đầu từ thế kỷ thứ tư. Đến thế kỷ thứ bảy, sự xuất tinh của nữ và điểm nhạy cảm được mô tả chi tiết trong hầu hết các phần của tác phẩm nổi tiếng Kama Sutra. Ở phương Tây, sự tiết ra chất lỏng tình dục của phụ nữ thậm chí còn được đề cập sớm hơn. Vào khoảng năm 300 trước công nguyên bởi triết gia Hy Lạp cổ đại Aristotle và vào thế kỷ thứ hai bởi triết gia và thầy thuốc nổi tiếng người La Mã Gilnus. Thế kỷ 16, bác sĩ Regnier Zegraff đã đưa ra mô tả khoa học đầu tiên về hiện tượng xuất tinh ở nữ và là người đầu tiên gọi các tuyến quanh niệu đạo là tuyến tiền liệt nữ. Năm 1952, bác sĩ phụ khoa người Đức Ernst Grafenbock viết về vai trò của niệu đạo trong việc đạt cực khoái ở phụ nữ. Ông cũng chính là tác giả đề xuất sự tồn tại của điểm G. 3. Vậy, phụ nữ xuất tinh như thế nào? Phụ nữ khi được kích thích điểm G sẽ có phản ứng tương tự với phản ứng của nam giới khi dương vật được kích thích. Nó sẽ bắt đầu sưng lên và tiết dịch thông qua niệu đạo, từ đó làm cho người nữ đạt cực khoái và xuất tinh. Sau các lần kích thích đầu tiên, vài giây sau người nữ sẽ cảm thấy buồn tiểu, nhưng hiện tượng này nhanh chóng bị khoái cảm tình dục mãnh liệt lấn át. Vị trí, mức độ hoặc kỹ thuật kích thích giữ vai trò thiết yếu trong việc làm cho người nữ xuất tinh. Những phụ nữ từng có xuất tinh cho biết cơ thể họ tạo ra một lượng chất lỏng nhất định, khoảng 10ml hoặc nhiều hơn chất dịch trong. Cảm giác xuất tinh là khác nhau với mỗi người phụ nữ. Một số phụ nữ nói rằng xuất tinh làm họ đạt cực khoái mãnh liệt hơn. Một số khác mô tả cảm giác cụ thể như ngứa gian hoặc buồn tiểu nhẹ. Nhiều phụ nữ không nhận ra hay cảm thấy khi họ xuất tinh. Còn một số phụ nữ thì trải nghiệm việc xuất tinh này khá thường xuyên. 4. Có phải phụ nữ xuất tinh thì mới lên đỉnh? Trước tiên, chúng ta phải hiểu khi quan hệ tình dục hay tự sướng,
quá trình lên đỉnh hay đạt cực khoái của phụ nữ sẽ trải qua các giai đoạn sau. Giai đoạn kích thích, vuốt ve, mơn trớn, hôn, thì thầm. Một cách âu yếm khiến âm đạo của phụ nữ tiết nhiều chất nhờn hơn. Mà dạo đầu càng hoàn hảo sẽ giúp phụ nữ dễ đạt cực khoái hơn ở những giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn hưng phấn, được kích thích đầy đủ, âm đạo người nữ sẽ mở rộng và tăng tần suất co thắt, cũng là dấu hiệu khi người nữ thích quan hệ thâm nhập. Đây là thời điểm cho dương vật tiến dần vào âm đạo để duy trì trạng thái hưng phấn, máu sẽ đến vùng âm đạo nhiều hơn để chuẩn bị cho giai đoạn nữ lên đỉnh. Giai đoạn cực khoái, người nữ lên đỉnh ở giai đoạn này khi nam tấn công dồn dập hơn. Với các dấu hiệu như cơ thể người nữ co cứng lại, âm đạo co thắt thành từng cơn, hơi thở gấp gáp, lưng ưỡn ra, mông cong lên, bầu ngực cương cứng. Và trong giai đoạn cực khoái, với một số phụ nữ, có thể sẽ có xảy ra hiện tượng xuất tinh. Một lượng chất lỏng sẽ tiết ra khỏi cơ thể nàng qua đường niệu đạo. Chất lỏng này thường ở dưới dạng dịch nhầy, khá nhiều, có màu trắng đục và không mùi. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng có hiện tượng xuất tinh khi đạt cực khoái. Giai đoạn phục hồi, sau khi lên đỉnh, cơ thể người nữ sẽ bước vào giai đoạn phục hồi, cảm giác sẽ là hạnh phúc và thỏa mãn, ham muốn tình dục giảm dần, cảm giác cần người nam ôm ấp và trò chuyện nhẹ nhàng. 5. Phụ nữ xuất tinh có lợi ích gì cho sức khỏe? Các nhà nghiên cứu cho rằng không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh rằng việc xuất tinh của phụ nữ có lợi ích đặc biệt nào cho sức khỏe. Tuy nhiên, bản thân hoạt động tình dục cũng mang lại một số lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Khi đạt cực khoái, cơ thể tiết ra các hormone giảm đau có thể giúp giảm đau lưng, đau chân hay đau đầu. Ngay sau khi lên đỉnh, cơ thể sẽ tiết ra hormone thúc đẩy giấc ngủ ngon. Các lợi ích khác của tình dục như giảm căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ chống lại bệnh tim, hạ huyết áp. Kết luận cho video này là chủ đề xuất tinh ở nữ là một vấn đề phức tạp như chính phụ nữ. Các nhà nghiên cứu khoa học vẫn còn đang tiếp tục đưa ra những giả thuyết mới về xuất tinh ở phụ nữ và cực khoái tình dục của nữ giới. Tóm lại, các bạn hãy luôn nhớ rằng, không phải người phụ nữ nào cũng xuất tinh khi đạt cực khoái. Không có gì đáng xấu hổ khi bạn xuất tinh nhưng cũng không có gì sai khi bạn không xuất tinh. Cho dù đó là cực khoái, xuất tinh hay điều gì khác, mỗi cơ thể người phụ nữ là khác nhau. Thay vì tập trung vào đích đến, hãy tận hưởng hành trình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cùng chúng tôi. Hãy đón chờ video phần 2 của series này với nội dung hướng dẫn cách để phụ nữ skirt hay xuất tinh dễ dàng. Chúc các bạn sức khỏe và có một đời sống tình dục viên mãn và hạnh phúc.